Trong bên cạnh đó khơi nơi cả đợt này trong thăm mây ôm mịt rong nhiệt đá hai sáu bề đại Campuchia nơi tại mình to nơi khung cảnh an vật nơi vị thi nơi cả tụt sát cả trong nhiệt đá này mero covid đã phạm bốn đi rất ba đi thành phố bên phần miền nâng chặt vị thi nơi cả đã đòi miền cả bị nấy nâng cả đã bồn thành kia chấm phua bọc cô đại với chấm miền covid đã phạm bốn hai miền cả kịch về mình ri cả chun tận đó mình trai sọc cà phê bá rư có ở nhà thổ ní cứ bà dương tự tam sẽ đầy nai non bẩn thai ông pi ca bồng rừng bớt sợ tập hiệp này cả cục rong thai toam nâng chị ba nẹ chấm người covid đã phạm bốn nơi tam tết nông phu mới ra đi thành phố bên đại tranh sai cả bị thay mà sao mình ពេលដែលករណីវិជ្ជមានវិរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងនៅក្នុងសហគមន៍ត្រូវបានរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីណែនាំបន្ថែមស្ដីពីការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងថែទាំនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-19នៅតាមផ្ទះក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីណែនាំនេះជាវិធានការក្តៅនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលកូវីដ-19ជាពិសេសគឺវិរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងដោយបានបញ្ជាក់
ដោយប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសនិងវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតលើសពីនេះគឺការដាក់ពន្ធនាគារតាមមាត្រា10គឺតាមមាត្រា10មាត្រា11នៃច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតលើសពីនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក
miên ca vi đầm lấy bị ảnh nhà thố rư môn trái chùm niên sổ khá phí bà ảnh nhà thố nâng rẽ xa ca sầm ngặt chun chùm bùa nạ ri ca ca thơ bạp ní cư đầm bấy ảnh nhà thố ai chặt vị thiên ca ban toàn bê vị lý chi viên ca chùm lòng bẩn tó chi bì xe vi rưu bóng phái khuôn thamay ô mì krong chô tạc nông mù lật than phông sẵn cắt đại khuôn rùa nờ xâm rắp ca nghề ní lược chia sổ khải chia chào sẵn cắt chạ ông rè kráo lược làng thá sẵn cắt chia ở nhà thô mua lật thàn đại nơi chủ mùi bà chư bà rốt đòi bà tòa khăn ông chủ hiện đầm bồn ní cư thơ cạp sắp xài đòi bà chư bà rốt ở ban tù lùm tù lý ấy chỉ muốn dần ri ai chủ hiện bẩn tốp nâng bóng cát cỗm tạm đán đầm bây thị nế thá bà rốt nơi khăn ông mua lật thàn rồi bọc luôn mến bà bật khó bà chung cỗm xa giữa cát hơi có đôi chì phùm phùm tiền bẩm bấy nơi khăn ông giữa cát đầm bây ôi sọc sái nơi đây này nó mà thêm đi ở chua tiếp từ đâu về chi vừa rồi thì cũng ở cửa tháng ọt đằng phong ọt chua phong chấn rồi tập bài riêng của miền ca luôn này khó chuông đấy từ chi vừa rồi sai từ ọt đằng mát riêng ở nhà thôi ọt đằng sọc sái chấn ở nhà thôi đã chỉ khó chuông một kỳ chi vừa rồi thêm mát ọt ọt bàn sọc sái không mà giờ đoàn tiệt tục thay bên đây nhiều riêng rồi tập bài sự cản mình khó bài à chấn tiêm tía tiêm muối cơm xả tiêm pi phùm thì bây ai chiên từ chạy khu sở nạng sát trả lạc. Từ bây chỉ khi miền cà sọp xài thì từ lúc từ lì tạm dạ con mộng xa phu mà đưa khu sở nạng sát vào đấy. Cô dưỡng tăng ta con càng nghĩ những thứ ta tạm đàn đấy. Chúng ta luôn gọi lịch luôn gọi ở rì cà ấy, gọi miền cà yên khám hải. À nâng tiêm tiên thứ ta tạm đàn, đại khát chẳng mong. Chẳng những thứ ta miền bần đàn tạm đàn á, vì ọt bần ai thuyết vào hẹp bàn thế. ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការឆ្លងវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងកម្ពុជាបានរកឃើញទាំងករណីនាំចូលនិងករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ចំពោះករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍គឺបានកើនឡើងលើសពី 500 ករណីទៅហើយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីវិជ្ជមានវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការសម្រាប់ព្យាបាលនៅតាមផ្ទះបានដែរតែត្រូវផ្អែកលើស្ថានភាពជំងឺជាក់ស្ដែង